cho tất cả quý cô chú anh chị Khang nhé. Em thương lên cho cả nhà mình một ống cắt dây căng ba vẫn rất đẹp mọi người. Mọi người nhìn. Trời. Còn đẹp mê ly luôn. Cục đây thì nó bọng nhưng mà rất dày mọi người nhé. Kích thước là 1m3 mà được 30 cân. Đế đây là trọng 24 này, 21 này, 18 này. Dày lắm mọi người. Thật sự là rất là dày luôn. 30 cân. Các bác có thể đục chim chóc hoa lá cành nhé. Đều đẹp hết. Đều đẹp luôn. Trên đầu này ngang lên mọi người, ngang lên đây qua là 30. Đầu vân đẹp kinh điển luôn mọi người. Ok, em cho mọi người xem cái đế nhé. Đế này mọi người này. Rộng này, 23 phân này, độ dày này mọi người này, 6 phân có này, 5 phân rưỡi này, 5 phân rưỡi 6 phân, dày lắm mọi người. Nếu để được chim chóc hoa lá cành bao đẹp. Rồi quý cô chú chị thiện chí liên hệ An Thương nhé, 0338918991. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em nhé.